Ai chả 99 cơ à? Số đẹp đấy. Em còn nhiều số đẹp lắm. Anh cứ từ từ mà đo nhé. Thế bây giờ để anh đo một mã cho em nhé. Uầy, 1 lít cơ à? Khủng phết nhở. Anh còn nhiều chỗ chưa đo cho em mà. Ý em là sao? Thì đo bên ngoài quần áo như thế này làm sao mà chính xác được. Chết. Anh là người yêu của bạn cùng nhà với em đấy. Anh mà ngại thì em là bạn cùng phòng với người yêu anh ấy, thì anh đã không nói mấy lời vừa rồi. Em thừa biết anh có ý đồ mà. Đi ơi, vợ đến đo chưa? Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh bảo là thợ phụ đến đo cho My cơ mà. À, có chút thay đổi nên là anh tự đến luôn ấy mà. Ở cùng phòng với mày bao lâu nay mà lần đầu tiên tao được gặp người yêu mày đấy. Em ở cùng nhà với Linh, đây cũng là lần đầu tiên anh đến chào hỏi đấy. Tại công việc ở tiệm bận quá. Em nghe Linh kể anh là chủ tiệm may đo nổi tiếng nhất cái thành phố này, thế nên em cũng bảo với Linh là em muốn may thử váy ở chỗ anh để đi dự tiệc cuối năm. Mà may có Linh, thế nên em mới đặt được lịch tiệm anh đấy. Em yên tâm, em là bạn cùng phòng với Linh, chắc chắn anh sẽ ưu tiên cho em rồi. Chứ bình thường là anh không đến nhà may đo luôn như này đâu. Cái Linh nhà em có anh người yêu là chủ tiệm may đo nổi tiếng, giàu có lại ăn nói khéo léo như thế này, có phúc lớn đấy. À Linh, anh ấy á, may đo tao chuẩn cực, đo số đo của tao chính xác luôn. Anh Cường, vào đây nói chuyện với em một chút. Làm sao đấy? Anh đóng cửa vào đi. Sao hôm nay anh lại đến đo cho cái My? Em đã bảo anh là dặn con bé thợ phụ đến đo cho nó cơ mà. Thì con bé đã bận đến sườn phải, thì anh tự đến có sao đâu. Sao anh không bảo với em? Để em bảo cái My hôm khác cũng được mà. Bây giờ anh hứa rồi đúng không? Mà tính anh thì không thích thất hứa. Hơn nữa nhá, đây là bạn cùng phòng với em mà. Chính vì nó là bạn cùng phòng với em nên em mới không muốn anh đo cho nó đấy. Lỡ trong lúc đó tay chân có lỡ đụng chạm vào đâu, có phải ngại ra không? Khổ lắm, anh chỉ đo thôi, có làm cái gì đâu. Mà thôi, đối với anh nhá, người yêu anh là xinh nhất. Các cô gái khác nhá, anh chẳng có cảm giác gì cả. Anh chỉ yêu mỗi em thôi mà, đúng không? Không phải nịnh. Hết giận rồi đấy nhá. Nhưng mà lần sau anh không được thế nữa đâu đấy. Em không muốn anh đo cho bạn em đâu. Vâng ạ. Hôm nay anh thợ may đến đo cho khách hàng, lại được hai nữ khách hàng mời ăn cơm thế này, ngại quá. Thôi đi, anh không phải mồm mép tép nhảy. Đến bữa rồi thì trời ở lại ăn với cả em cả My luôn. Chứ quá bữa lại đau dạ dày ra đấy thì sao? Đúng rồi, chả mấy khi anh qua nhà bọn em chơi mà. Nhậu à? Tao tưởng chỉ ăn uống sương sương thôi chứ. Nhậu chứ, lần đầu tiên mày ra mắt người yêu với tao mà. Nhưng mà tao có uống được nhiều đâu. Với cả lát nữa anh Cường còn nhiều việc ở tiệm lắm. Không sao, thoải mái đi. My đã nói như thế thì anh phải uống chứ. Việc ở nhà anh tự lo được. Không sao, uống đi. Nào, cùng ly nhá. Nào. Ly đầu tiên là phải hết đấy. Vô. Anh Cường mở tiệm may được bao lâu rồi ạ? Anh thừa kế từ bố anh ấy mà. Dòng họ nhà anh ấy là dòng họ may đo y phục lâu đời và nổi tiếng nhất thành phố. Thế chắc gia đình anh giàu có và danh giá lắm đúng không? Cũng đủ ăn thôi em ạ. Nhà thì cũng có vài căn mặt phố, ô tô thì cũng có vài cái, đủ che nắng che mưa thôi mà. Này, anh đang flex đấy à? Tao mà có cơ như người yêu mày á, tao cũng flex chứ. Mà sau này ai cưới được anh Cường, đúng là sống trong nhung lụa đúng nghĩa đen nghĩa bóng luôn nhở. Tiếp. Nào. Ngủ đi. Vô. Mà tao ghen tị với mày thật đấy Linh ạ. Mày rõ là may mắn có anh người yêu hoàn hảo như thế này. Lúc gì ông người yêu của tao cũng được một góc như người yêu mày. Mày cứ nói thế. Tao mới gặp anh Hùng có 1-2 lần thôi. Nhưng mà tao thấy ông ấy cũng ok mà. Có ý chí, biết phấn đấu.
Tuy có đang khởi nghiệp, có hơi khó khăn một chút thôi, nhưng mà ông ấy cũng yêu chiều mày thế còn gì nữa. Yêu chiều của ông ấy thì cũng chỉ là leo lên xe máy đi dạo một vòng quanh Hồ Tây, ăn ốc vỉa hè, uống trà đá vỉa hè. Thứ tao cần ông ấy có chiều được đâu. Chả vô dụng. Mày cứ nói thế tội ông ấy ra. Mày đừng có nhìn vào giá trị vật chất để mà đánh giá tình cảm ông ấy dành cho mày. Quan trọng ấy là tao thấy ông ấy dành cho mày tất cả những thứ gì ông ấy có rồi còn gì nữa. Thôi uống đi. Nào, hết đấy nhá. À, nhắc đến anh Hùng mới nhớ. Sao mày không gọi ông ấy đến đây ăn cùng mình luôn? Người yêu tao bận rồi, không qua được đâu. Thôi, uống tiếp nhá. Đây. Thôi nhá, tao dừng đấy. Tao say lắm rồi. Lát nữa anh Cường còn phải về nữa. Anh ấy say như thế kia, đi về kiểu gì? Lái xe làm sao được? Tôi phải làm nào bây giờ? Hay là mày cho ông ấy ngủ nhà mình đêm nay đi. Thế có được không? Tao chỉ sợ phiền đến mày thôi. Phiền cái gì? Giờ cũng muộn rồi, trời thì lạnh. Ông ấy đi về giờ này, lỡ gió máy gì lại khổ ra đấy. Thế cũng được. Thế để tao vào phòng lấy cho ông ý cái chăn để ra ngoài phòng khách ngủ vậy. Phòng khách lạnh lắm. Mày cho ông ấy ngủ ở phòng mày đi, xong rồi mày qua phòng tao ngủ. Nghe cũng hợp lý nhỉ. Cảm ơn bạn yêu nhá. Sang bây giờ em vừa kiểm tra xem cái Linh đã ngủ chưa. Anh đợi em ở nhà hàng từ tối đến giờ, gọi thì em không nghe máy. Có chuyện gì à? Nghe máy của anh đi. Chia tay đi. Linh, Linh ơi, Linh, mày ngủ rồi đấy à? Anh ngủ rồi à? Em đã bảo rồi mà, nói có tí rượu vào là ngủ say như cún nít, trời có sập cũng chả biết cái gì đâu. Với lại để đề phòng em khóa cửa rồi, nó có dậy cũng chả mở được đâu mà. Chu toàn phết nhỉ, anh thích. Mà này, sao em chia tay người yêu em rồi đấy, anh đừng có mà khó chịu nữa. Anh biết rồi. Anh cũng chia tay cái Linh đi, thế thì mình mới đàng hoàng đến bên nhau được chứ. Em vừa ngon lại biết chiều chuộng anh hơn nó nữa, đúng không? Ừ thì biết là như thế. Thế nhưng mà Linh ra mắt gia đình nhà anh rồi. Nhà anh và nhà Linh thân nhau lắm. Bố mẹ anh còn chấm Linh làm con dâu từ lâu rồi cơ. À nào, đấy là trước mắt là như thế. Còn tương lai thì làm sao mà biết trước được, đúng không? Nên là bây giờ nhá, mình cứ tạm thời thế này đi. Anh hứa là không để em thiệt đâu. Đây. Đấy, thẻ của anh đây, em phải thoải mái đi. Còn bây giờ nhá. Sao sáng nay anh đi về lúc nào mà em không biết đấy? Anh tỉnh giấc sớm nên đi về luôn. Thấy phòng em và My vẫn đóng cửa kín mít. Anh đoán hai người chưa dậy nên cũng không muốn thức lắm. Tại tối qua em uống nhiều nên say quá, ngủ chẳng biết gì cả luôn ấy. Mà thôi, em làm việc tiếp đi nhá. Bye bye. Anh Hùng,
Anh làm sao đấy? Linh à? Linh ơi, em có thể nhờ em một việc được không? Có chuyện gì đấy ạ? Em có thể bảo My xuống gặp anh được không? Cô ấy chặn số của anh rồi. Hai người làm sao ạ? Hôm qua là kỷ niệm một năm bọn anh yêu nhau. Bọn anh hẹn nhau ấy là ăn ở nhà hàng. Anh ngồi đợi cả buổi tối mà cô ấy lại bom anh, cô ấy chả đến. Xong rồi đêm về nhắn tin cho anh là chia tay đi. Anh cũng chả biết lý do tại sao nữa. Thế trước đấy hai người có cãi nhau hay là gì không? Không hề, bọn anh vẫn đang rất bình thường. My còn bảo với anh ấy là cô ấy muốn ăn ở nhà hàng Tây. Anh đã cố gắng để chiều theo ý cô ấy rồi. Mà chả biết có chuyện gì xảy ra không nữa. À, nhắc đến Hùng mới nhớ. Sao mày không gọi ông ấy đến đây ăn cùng mình luôn? Người yêu tao bận rồi, không qua được đâu. Thôi, uống tiếp nhé. Đây. Thôi được rồi, bây giờ anh cứ về nhà đi. My giờ nó cũng đi làm rồi, để có gì em lựa lựa em nói chuyện với nó cho. Thế thì có gì Linh giúp anh với nhá. Anh không thể để bị chia tay mà không có lý do như thế được. À, còn đây là quà anh tặng My. Em gửi cho My giúp anh. Được rồi ạ. Mình sẽ thật bình tĩnh để nói chuyện với cô ấy xem. Nếu như mà cô ấy giận mình thật đấy, mình sẽ xuống nước để xin lỗi. Chà, đích thân ông chủ tiệm may ship váy cho em cơ đấy. Hay là biết bạn cùng nhà của em về quê rồi? Sang đây có ý đồ gì đúng không? Không như anh ship váy tận giường cho em. Mà anh còn tặng kể 1 giờ đồng hồ bên anh nữa. My, mở cửa cho anh. My, anh biết em ở trong đấy, mở cửa cho anh đi My. Thằng kia, mới sáng ra mày đã ầm ầm gì đấy? Tao gọi bảo vệ lên gô cổ mày bây giờ. Được rồi, nhưng em không mở cửa cho anh, anh sẽ ở đây đợi em để tìm hiểu lý do vì sao mà em chia tay anh. Ôm eo tình tứ với thằng khác đi vào khách sạn. Hóa ra là cô chia tay tôi là để đi với thằng đàn ông khác. Khốn nạn. Sao nhìn thằng kia trông quen thế nhỉ? Hình như là mình nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Anh Hùng, anh làm sao đấy? À đúng rồi, là trong hình điện thoại của Linh. Thế có nghĩa nó là người yêu của Linh à? Linh à, em đến đây ngay đi. Anh, hôm nay em chiều chuộng anh như thế, anh có hài lòng không? Còn phải hỏi. Thế có hơn cả Linh, bạn của em không? Riêng về khoản này nhá, Linh xách xếp cho em. Linh, sao lại ở đây? Ở bên tôi, anh khổ sở lắm. Anh không được sung sướng đúng không? Vậy để tôi bê nguyên văn lời nói của anh về nói cho bố mẹ anh biết nhá. Linh ơi, chuyện của chúng mình thì chúng mình tự giải quyết được không? Anh xin em đừng nói cho bố mẹ anh biết mà. Không hiểu. Nó không còn là chuyện của chúng mình nữa rồi. Anh có dám ngủ với cả bạn thân tôi cơ mà. Linh, cũng chính vì anh mà cô ta cắm sừng tôi. Đây không chỉ còn là câu chuyện của hai người đâu, mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến tôi này. Vì cái thói hoang dâm vô độ của hai người, tất cả những người có mặt đây phải đau khổ. Em xin lỗi anh. Linh ơi, tao xin lỗi mày. Tao với anh Cường lỡ có tình cảm với nhau, bọn tao không kiểm soát được. Có gì mày bỏ qua cho bọn tao nhá. Giờ có chuyện gì cũng đổ lỗi do không kiểm soát được thì xã hội này nó loạn à? Tao xin lỗi. Giờ tao không để chơi cùng với mày, tao không để sống chung nhà với mày được nữa rồi. Linh, mày biến ngay ra khỏi cuộc đời tao đi. Linh,
Linh. Còn anh Cường ạ, nhìn anh tôi phát buồn nôn. Linh, anh xin lỗi mà. Tôi sẽ về quê nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ anh để cho hai bác hiểu. Chào anh. Từ từ đã. Anh có vài lời cuối cùng muốn nói với bạn trai em.